Xin kính chào tất cả quý anh chị và khách hàng đã quay trở lại với kênh khuyến mãi Toyota. Em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Kính thưa quý anh chị, ngày hôm nay chúng ta đã bước sang gần nửa tháng 2 năm 2023 và em sẽ cập nhật cho quý anh chị về chương trình khuyến mãi và lịch giao xe, cũng như cập nhật lại cho quý anh chị về giá lăn bánh đối với mẫu Toyota Avanza. Trước màn hình của quý anh chị chúng ta sẽ có phiên bản số tự động với giá niêm yết hiện tại là 598 triệu đồng và xe sẽ còn một phiên bản khác là phiên bản số sàn với giá niêm yết là 558 triệu đồng. Riêng đặc biệt hơn ở dòng Avanza số tự động nói riêng cũng như là Avanza nói chung năm 2023 ở thời điểm tháng 2 này thì chương trình khuyến mãi chúng ta sẽ có sự khác biệt so với đầu tháng và cũng như là so với tháng vừa rồi. Thì bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 cho đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023, đối với mẫu Toyota Avanza phiên bản số tự động khi mà quý anh chị mua ở thời điểm tháng này, quý anh chị sẽ được tặng kèm một gói bảo hiểm thân vỏ theo xe đến từ nhà máy Toyota Việt Nam. Gói bảo hiểm này chúng ta sẽ có đơn vị là gói vàng Toyota của Việt Nam. Đây là một gói bảo hiểm cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại so với thị trường. Tất cả các gói bảo hiểm đang có đang được áp dụng cho mẫu xe nói chung là nhà Toyota thì gói vàng Toyota là một gói bảo hiểm rất tốt ở thời điểm hiện tại. Và khi mà quý anh chị chốt mua mẫu xe này ở thời điểm tháng 2 năm 2023, quý anh chị sẽ được tặng kèm một gói bảo hiểm vật chất thân xe và chỉ áp dụng trên phiên bản số tự động. Còn phiên bản số sàn thì quý anh chị sẽ không có được tặng bảo hiểm thân xe đến từ nhà máy Toyota Việt Nam. Vậy thì ngoài gói bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm sẽ được tặng kèm cho quý anh chị khi quý anh chị mua mẫu xe ở thời điểm tháng 2 này thì quý anh chị còn sẽ được giảm thêm tiền mặt và tặng phụ kiện nữa. Và cụ thể tiền mặt và phụ kiện là bao nhiêu và giá lăn bánh cuối cùng là như thế nào? Trước khi đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi thì xin mời quý anh chị cùng em dành ra ít phút để cùng nhìn ngắm lại những vẻ đẹp, những trang bị option có trên mẫu Avanza số sàn. Và sau đó chúng ta sẽ đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cụ thể tại nơi mà quý anh chị ở. Xin mời quý anh chị. Toyota Avanza được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam ngày 22 tháng 3 năm 2022. Avanza Romeo sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga. Ở thế hệ trước, Toyota Avanza không được đánh giá cao khi có kích thước bên ngoài khá khiêm tốn. Bước sang thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, Toyota Avanza Romeo có sự thay đổi lớn về kích thước tổng thể. Thông số dài, rộng, cao lần lượt là 4.395, 1.730, 1.700mm. Chiều dài cơ sở của Avanza Romeo cũng được tăng thêm 95mm và đạt 2.750mm. Về mặt thiết kế, Toyota Avanza sử dụng ngôn ngữ hiện đại với nhiều điểm nhấn gãy góc tạo nên phong cách hiện đại trẻ trung. Đặc biệt, mẫu xe này có khá nhiều chi tiết ăn khách đang áp dụng trên tất cả các dòng xe Toyota. Đầu xe gây ấn tượng với người đối diện bởi thiết kế khá giống với dòng SUV đô thị Toyota Ray. Các chi tiết được sắp đặt với bố cục tương tự nhưng ở một tỷ lệ kích thước lớn hơn. Mẫu MPV 7 chỗ sử dụng kiểu ga lăng thiết kế tối giản, loại bỏ hoàn toàn cụm lưới tản nhiệt phía trước và thay bằng một nẹp màu đen với viền chrome và nối liền hai cụm đèn pha. Nắp capo sử dụng các đường gân dập nổi rõ nét hơn và có phần vuốt ngang hơn so với mặt đất. Thiết kế này giúp cho phần hốc gió phía trước có thiết kế kiểu hình thang dựng đứng hơn, to bản giúp đầu xe trở nên hầm hố hơn. Hai bên cản trước còn có hốc đèn sương mù halogen được thiết kế khá tinh tế. Đèn pha sử dụng bóng LED hiện đại với kiểu thiết kế vuốt mảnh sắc sảo. Thân xe cũng được thổi vào luồng khí mới với những các chi tiết dập nổi gãy góc hơn, đặc biệt là đường gân dập nổi nối liền cụm đèn pha và đèn hậu, đồng thời đi ngang qua cụm tay nắm cửa tạo nên một sự liền lạc khá đắt giá. Cụm cửa sổ cũng được thiết kế có chủ đích hơn, với cửa sổ phụ phía sau nhỏ, vuốt xuôi xuống tạo nên sự thanh thoát cho phần thân xe. Xe còn được trang bị cụm gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, đặc biệt vị trí chân gương được đặt trên cửa xe thay vì trụ A, giúp tăng tầm quan sát cho người lái, giảm không gian điểm mù rất tốt. Ngoài ra, phần thân xe còn tạo được sức trẻ thông qua cụm ga lăng đa chấu 16 inch có thiết kế hai tông màu bắt mắt. Đuôi xe cũng đã trở nên thanh thoát và lôi cuốn hơn. Điểm nhấn phải kể đến cụm đèn hậu LED khá bắt mắt và hiện đại. Ngoài ra, phần trụ đê được xiên đen ở phần cửa khoang hành lý tạo cảm giác khung cửa sổ phía sau có kích thước lớn và cân đối hơn với dáng xe ở thế hệ tiền nhiệm. Hốc biển số cũng được điều chỉnh thiết kế hình thang xuôi thay vì hình thang ngược như trước đây. Cuối cùng là đuôi lướt gió thể thao trên cao giúp cho phía sau xe không còn kiểu lưng gù vốn không được khách hàng Việt ưa chuộng. Với chiều dài tổng thể đã tăng lên đáng kể, không gian nội thất có sự thoáng đãng hơn hẳn. Ngoài ra, các thay đổi về thiết kế cũng giúp phần nội thất hiện đại hơn. Điểm dễ nhận ra nhất là cụm màn hình thông tin giải trí đã được dời lên cao và dựng đứng lên trên bảng táp lô. Toyota Avanza Romeo được nâng cấp màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth
đi kèm là hệ thống âm thanh 4 loa. Cụm vô lăng có thiết kế thể thao 3 chấu, tích hợp điều khiển âm thanh và màn hình đa thông tin. Đồng hồ lái vẫn sử dụng đồng hồ Optitron với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch. Hệ thống điều hòa chưa được nâng cấp chức năng điều khiển tự động. Tuy nhiên, hệ thống điều hòa có giao diện nút bấm điện khá hiện đại. Đặc biệt, hãng xe Nhật Bản có trang bị tính năng mắt khuôn giúp làm mát nhanh hơn. Ngoài ra, cửa gió điều hòa phía sau cũng được thiết kế hiện đại hơn, cũng như cho khả năng phân phối gió mát đều hơn đến các hàng ghế. Góc chữ A trên xe đã trở nên thoáng hơn trước khá nhiều. Đây chính là lợi ích của việc dời vị trí đặt gương chiếu hậu lùi về phía sau thay vì đặt tại góc chữ A như truyền thống. Ngoài ra, một điểm đáng thay đổi chú ý là bệ cần số được thiết kế liền khối với cụm điều khiển trung tâm. Điều này giúp tăng kích thước ghế ngồi của hàng ghế phía trước, đồng thời có thêm không gian để đồ. Ghế ngồi đã được thiết kế linh hoạt hơn rất nhiều so với trước đây. Các không gian để chân cũng trở nên thoải mái hơn nhờ chiều dài cơ sở đã được kéo dài hơn trước. Ghế ngồi của xe được bọc nỉ, ghế người lái có thể chỉnh tay 6 hướng, trong khi ghế hành khách được trang bị chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ hai bây giờ có thể điều chỉnh linh hoạt hơn theo tỷ lệ 60-40, thay vì khá bất cập với tỷ lệ 50-50 ở thế hệ trước. Đặc biệt, hàng ghế này có thể gập phẳng và trượt lên xuống để tăng không gian để chân ở hàng ghế thứ ba. Dung tích khoang hành lý vừa đủ dùng cho 7 hành khách với một hành trình 1 đến 2 ngày. Trong khi đó, để di chuyển hành trình 4 đến 5 ngày nhưng vẫn chưa đủ hành lý thì xe chỉ có thể di chuyển với 5 người và gập phẳng hàng ghế thứ ba. Kính thưa quý anh chị, thì ở thời điểm hiện tại mẫu Avanza nói chung cũng như là Avanza số tự động nói riêng thì chúng ta sẽ có hai hình thức để cho quý anh chị lựa chọn. Thứ nhất là quý anh chị có thể lựa chọn là xe nhập khẩu hoặc là lựa chọn là xe lắp ráp. Đến năm 2023 thì đối với mẫu Avanza này chúng ta sẽ chuyển sang hoàn toàn là 100% là xe lắp ráp tại Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ còn một số dòng xe quý anh chị có thể sở hữu được là từ nhập khẩu từ Indonesia. Số lượng rất là ít, rất là hạn chế. Nếu mà quý anh chị đang có nhu cầu mua xe nhập khẩu hay là mua xe lắp ráp tại Việt Nam thì hãy liên hệ kênh khuyến mãi Toyota để được tư vấn chi tiết. Còn bây giờ em sẽ đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi để cho quý anh chị dễ dàng quyết định hơn. Với giá niêm yết hiện tại vẫn được giữ như cũ là 598 triệu đồng. Để mẫu xe là lăn bánh, quý anh chị sẽ bắt buộc có các khoản chi phí như sau. Thứ nhất, thuế trước bạ 10%, 59 triệu 800. Thứ hai, chúng ta sẽ có phí biển số Hồ Chí Minh là 20 triệu, nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu. Các chi phí bắt buộc khác cần phải có nữa như là bảo hiểm dân sự, là phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm. Ba khoản chi phí này đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết tất cả các chi phí phải có thì quý anh chị lăn bánh tại Hồ Chí Minh đó tầm khoảng là 660 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện sẽ là 641 triệu đồng. Chỉ cần 179 triệu đồng là quý anh chị có thể sở hữu ngay mẫu xe này ở thời điểm tháng 2 năm 2023. Và một điều đặc biệt, kênh khuyến mãi Toyota đang hỗ trợ cho quý anh chị, quý khách hàng với hai gói lãi suất. Gói thứ nhất cố định thời gian cho quý anh chị xuyên suốt 1 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.7% cho 1 tháng. Gói thứ hai với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.6% cho 1 tháng và cố định cho quý anh chị xuyên suốt thời gian là 3 năm. Hai gói mà em vừa báo thì đều có thể vay được lên đến là 80% và đều có thể vay được thời gian tối đa là 7 năm. Quý anh chị lưu ý giúp em, giá lăn bánh vừa rồi em đã báo cho quý anh chị thì chưa phải là mức giá lăn bánh cuối cùng. Hãy liên hệ kênh khuyến mãi Toyota để được một mức giá lăn bánh ưu đãi nhất để gửi đến cho quý anh chị ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Và cũng như từ đầu, ở phần đầu clip em có nói với anh chị, ở thời điểm này khi mà quý anh chị chốt mua mẫu xe Avanza số tự động này, quý anh chị sẽ được tặng ngay 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe gói vàng Toyota đến từ Toyota Việt Nam. Ngoài ra quý anh chị sẽ được giảm tiền mặt, tặng phụ kiện và chi tiết hơn tại nơi mà quý anh chị ở thì hãy liên hệ kênh khuyến mãi Toyota để được tư vấn cụ thể, gửi bản giá chi tiết hơn, hoặc là quý anh chị đang muốn tham khảo về lãi suất mỗi tháng với chi trả cụ thể là bao nhiêu tiền, quý anh chị sẽ dễ dàng cân đối tài chính của mình hơn thì kênh khuyến mãi Toyota sẽ gửi cho quý anh chị một bản góp chi tiết để cho quý anh chị tham khảo. Còn nếu mà quý anh chị đang muốn tham khảo cái giá lăn bánh số sàn hay là một bất kỳ một phiên bản nào của Toyota, dòng xe của Toyota thì hãy đừng ngần ngại mà bình luận phía bên dưới, hoặc là quý anh chị có thể liên hệ kênh khuyến mãi Toyota để được báo giá lăn bánh chi tiết. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi kênh khuyến mãi Toyota để quý anh chị luôn luôn cập nhật được chương trình khuyến mãi này, giá lăn bánh hoặc là lịch giao xe hoặc là một bất kỳ một cái thông tin thay đổi nào trên xe đến từ nhà Toyota của tất cả các dòng xe Toyota luôn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị video kế tiếp.